Về chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào, chính quyền Sài Gòn gọi là cuộc hành quân Lam Sơn 719, với mục tiêu của địch là phá vỡ hệ thống hậu cần của ta tại Lào và cắt đứt đường Hồ Chí Minh để ngăn ta tiếp tế cho miền Nam. Ông Ba nhận định đây là chiến dịch đầu tiên trong lịch sử mà quân ta thực hiện chiến thuật đánh mới, kiểu chiến tranh hiện đại tác chiến quy ước của bộ binh có hỗ trợ của xe tăng và pháo binh để phản công. Ông Ba nhìn nhận chiến dịch này từ góc độ thông tin của địch mà ông thu thập được. Ông cho đây mới là một chiến dịch thắng lớn của ta, vì là lần đầu tiên toàn bộ lực lượng quân sự của chính quyền Sài Gòn tham chiến có sự yểm trợ của không quân hải quân Mỹ. Đây là mô hình thử nghiệm cho việc Mỹ sẽ rút quân. Trong chiến dịch này, quân số của ta khoảng 60.000 quân, tương đương 5 sư đoàn, địch khoảng 40.000 quân của chính quyền Sài Gòn và 15.000 quân Mỹ. Mục tiêu của địch trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 là phá hủy hậu cần của ta cho nên ta thành công ở góc độ bảo vệ được tuyến tiếp tế hậu cần, chứ không phải là mở rộng vùng giải phóng. Ông Ba cho rằng đây là một trận thử sức, một chiến dịch mang tính chiến lược đầu tiên để chuẩn bị cho việc Mỹ rút quân và thí điểm một mô hình chiến tranh mới là Việt Nam hóa chiến tranh. Với lực lượng quân sự của chính quyền Sài Gòn trang bị vũ khí Mỹ, được sự yểm trợ hỏa lực trực tiếp từ không quân và hải quân Mỹ. Còn về chiến dịch phòng ngự Quảng Trị Địch có kế hoạch chiếm lại Quảng Trị trước ngày 13 tháng 7 năm 1972, đến ngày 16 tháng 9 mới chiếm được. Chúng lập kế hoạch chiếm thành cổ Quảng Trị trong 2 tuần, nhưng ta giữ thành cổ trong gần 3 tháng. Đến tháng 9 năm 1972 tại Paris, ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger chấp nhận phương án ngừng bắn, rút quân Mỹ và ta bắt đầu rút quân khỏi thành cổ sau 81 ngày đêm. Ông Ba cho rằng việc quân ta cầm cự được trước sự phản công của một lực lượng địch rất lớn lúc bấy giờ ở khu vực Quảng Trị là điều mà ông không nghĩ đến. Ông nghĩ rằng đáng lẽ quân ta phải rút sớm hơn. Vì sao như vậy? Theo ông Ba, nếu như chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào ta đông hơn địch về quân số thì ở chiến dịch phòng ngự Quảng Trị ta ít hơn cả về quân số lẫn vũ khí, địch cũng áp đảo về hỏa lực nhờ sự yểm trợ trực tiếp của không quân và hải quân Mỹ. Trong chiến dịch này, so sánh quân số hai bên thì quân của chính quyền Sài Gòn đông hơn nhiều với khoảng 40.000 quân và vượt trội về uy lực vũ khí. Khi tác chiến đồng bằng, địa hình chống trải lại có điều kiện tự do cho oanh kích của không quân và hải quân Mỹ thì đó là những ưu thế 9 phần 10 quyết định thành bại. Khoảng 80% thương vong của quân ta là do không kích và pháo kích của địch, chỉ một phần nhỏ là do đọ sức với bộ binh. Đấy là Mỹ nói như vậy, ông bà bảo, và đấy cũng là những gì mà ông báo cáo ra ngoài. Ông bà nói, quan trọng là với sự kiện này, Mỹ buộc phải quyết định rút quân. Cậu có biết rằng, hồi ấy tôi không chỉ biết Quảng Trị rất ác liệt, mà còn biết dư âm của Quảng Trị vào tới Sài Gòn nó khủng khiếp thế nào. Rồi ông kể, mỗi ngày số quân ta hy sinh bao nhiêu thì địch không nói, nhưng quân địch chết thì chúng đưa xác về Sài Gòn là ma chay rất lớn, tôn vinh công lao của lính. Và để bù vào số quân bị hao tổn, chính quyền Sài Gòn bắt đầu bắt lính đến đối tượng là sinh viên. Mà bắt lính đến sinh viên thì cũng gọi là cùng đường. Rồi các lực lượng quân sự hậu cần của chính quyền Sài Gòn hầu như dồn hết ra mặt trận Quảng Trị, tạo ra một tác dụng ngược là sự bất ổn trong tình hình chính trị xã hội của Sài Gòn. Đó là thông tin được rỉ tai nhau, quân đội Sài Gòn không thể thắng được Việt Cộng. Đến thời điểm ấy, về cơ bản, Mỹ đã rút một nửa quân số rồi. Như vậy có nghĩa, việc Mỹ rút quân không phải do hiệp định Paris mà bản thân Mỹ sau một loạt chiến dịch giai đoạn 1971, 1972 đã buộc họ phải chuẩn bị rút và chúng đã đẩy chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh lên một nấc thang mới. Theo ông Ba, làn sóng di tản đầu tiên rời khỏi miền Nam là sau năm 1972 chứ không phải tới năm 1975. Một người có mối quan hệ gần gũi với ông Ba là bà Mai cũng di tản vào giai đoạn ấy. Lời nói cuối cùng của bà ấy với ông Ba là không thể thắng được cộng sản. Cho nên ông Ba nhận định chiến dịch phòng ngự Quảng Trị là thắng lợi về chính trị và nó tác động trực tiếp ở chỗ Trước đây, khi Mỹ đổ quân vào thì thương vong của lính Sài Gòn thì ít, lính Mỹ lại nhiều, bởi quân ta lúc bấy giờ cứ nhằm Mỹ mà đánh. Nhưng đến năm 1972 thì quân đội Sài Gòn dính đòn trực tiếp giao tranh ở Quảng Trị, hầu như không có lục quân Mỹ tham gia, nó tạo một rung chấn khủng khiếp trong chế độ Sài Gòn. Đánh giá về chiến dịch phòng ngự Quảng Trị, ông Ba Quốc đã viết như sau: Đến năm 1971, tôi báo cáo chính sách Việt Nam hóa chiến tranh coi như đã thất bại và ngụy quân có yểm trợ tối đa của quân Mỹ chưa chắc đã đứng vững được. Chưa nói là mở thêm mặt trận ở Campuchia. Cho nên tình hình lúc này nó bi đát như thế. Đến năm 1972 là năm có nhiều biến cố quan trọng nhất. Năm mà ta đã làm tiêu tan mọi hy vọng của Mỹ về chiến tranh. Vì năm 1971 ta đã đánh giã lực lượng của Ngụy. Năm 1972 ta đánh vào một cái điểm trúng nhất của nó. Cho đến năm 1972 đặt Mỹ vào một cái tình thế anh không ký hiệp định không được. Mỹ ngụy trở nên bi đát. Đến năm 1973 thì Mỹ phải ký kết hiệp định Paris. Tình hình cứ như thế tiếp diễn và đi đến chỗ chín mùi, hai bên đã ký tắt hiệp định. Có thể nói bầu không khí chờ đợi hòa bình tràn ngập Sài Gòn lúc bấy giờ. Thời điểm năm 1972, vấn đề đặt ra là bao giờ đi đến hòa bình và mô hình sau hiệp định là gì? Nhưng với ngành tình báo ta, trong đó có ông Ba Quốc, thì có một câu hỏi quan trọng và cấp bách hơn nhiều. Trước khi ký Hiệp định Paris, Mỹ và chính quyền Sài Gòn định làm gì? Lúc ấy, ông Ba có ba nguồn tin. Đầu tiên là một sĩ quan người Mỹ, Trung tá Anil, mà ông quen. Hắn bảo, Mỹ không bao giờ chịu thua, mặc dù đã ký tắt hiệp định. Mỹ cũng sẽ không chấp nhận ký hiệp định nếu chưa dùng đến món cuối cùng là một cuộc tập kích chiến lược với toàn lực của không quân để hạ gục tinh thần của Hà Nội, nhằm đạt được phương án thỏa hiệp bất lợi cho Hà Nội, có lợi cho Mỹ và Sài Gòn. Cũng theo viên sĩ quan này, vấn đề đó Mỹ đã hoàn toàn thống nhất với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Theo lời tay này thì con ngáo ộp cuối cùng mà Mỹ dùng là B52, chứ Mỹ không dùng vũ khí hạt nhân với Hà Nội, vì nếu dùng hạt nhân có nghĩa là cả miền Bắc và miền Nam đều bị hủy diệt nên hắn khẳng định Đòn cuối cùng Mỹ dùng là B52 nhắm vào Hà Nội để hạ gục tinh thần chiến đấu trực tiếp, hy vọng khi ký kết thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ phải chấp nhận những điều khoản bất lợi, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho chính quyền Sài Gòn khi thực hiện hiệp định trong tương lai. Như vậy sẽ có một cú cực mạnh, gây sốc đánh vào trung tâm Hà Nội bằng B52 để chuẩn bị cho hiệp định. Không bao giờ Mỹ chịu ký hiệp định nếu chưa đạt được điều đó. Đó là nguồn tin thứ nhất từ phía Mỹ. Nguồn tin thứ hai là từ phủ đặc ủy. Ở đó có một viên đại úy người công giáo gốc Hà Nội. Một hôm uống rượu với ông ba, tự dưng hắn rưng rưng nước mắt. Anh chị tôi vẫn ở ngoài Hà Nội, thương anh chị tôi quá. Sao vậy? Anh chị tôi làm bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai. Vài ngày nữa thôi, Hà Nội sẽ chịu một đợt oanh kích rất mạnh của Mỹ. Lập tức, ông ba hiểu ra vấn đề. Bệnh viện Bạch Mai sẽ là một mục tiêu quan trọng khi B-52 ném bom hủy diệt Hà Nội. Chủ tâm của Mỹ là muốn ném bom nhằm phá hoại tuyến vận tải đường sắt Bắc Nam đoạn dọc theo trục hàng cỏ Khâm Thiên để chặn đường tiếp tế của ta và Nam và Bộ Tư lệnh Phòng không không quân ở sân bay quân sự Bạch Mai. Các khu vực dân cư xung quanh, trong đó có bệnh viện Bạch Mai, rất dễ bị luyên lụy do bom B-52 có độ tản mát trên dưới 1 km. Tên đại úy nắm được thông tin, nhưng hắn không có cách nào báo cho gia đình rời khỏi Hà Nội. Vì hồi đó trong hình dung của các sĩ quan quân đội Sài Gòn, kể cả chính ông Ba cũng nghĩ B-52 giải thảm đến đâu là chết sạch đến đó, không còn ngọn cỏ nào sống được, không còn người nào có thể tồn tại. Nên bức điện thứ hai của ông Ba báo ra Hà Nội là B-52 sẽ đánh vào nhiều địa điểm ở Hà Nội, nhưng trong đó có trọng điểm là khu vực sân bay Bạch Mai và đường sắt từ ga hàng cỏ. Nguồn tin thứ ba ông nhận định chiến dịch Liner Baker II thể hiện sự thống nhất cao độ của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Đồng thời cũng là điều kiện của Thiệu buộc Mỹ phải làm trước khi đặt bút ký vào bản hiệp định Paris. Về mặt chính trị, đây gần như là một điều kiện thúc ép của chính quyền Sài Gòn. Mỹ có thể làm thế này thì chính quyền Sài Gòn mới chịu ký vào hiệp định, mới tha cho Mỹ rút khỏi vũng lầy ở Việt Nam. Nhưng nếu chiến dịch thất bại thì đó cũng chính là lúc Mỹ buông Sài Gòn. Đó là những thông tin ông Ba báo ra về chiến dịch tập kích đường không chiến lược Mỹ sẽ dùng B-52 đánh phá Hà Nội. Ông nói với tôi, đóng góp của ông không lớn đối với các sự kiện lịch sử, Tết Mậu Thân, Đường Chín Nam Lào, Quảng Trị hay chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội cuối năm 1972. Nhưng sau này nhìn lại cả quá trình thì tôi hiểu đó là những tin có giá trị lớn cho ta cả về mặt chiến lược, cả về mặt tác chiến. Tôi không biết quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng ta khi đó đã xử lý những tin tức ấy như thế nào nhưng diễn biến của các chiến dịch liên quan đều đúng với logic mà ông Ba đã hình dung. Kết cục của các chiến dịch nêu trên đều đã đem lại thắng lợi từng bước vô cùng có giá trị về mặt chính trị để đi đến hiệp định Paris với mục tiêu đẩy Mỹ ra khỏi chiến tranh Việt Nam. Bây giờ ông Ba nói như thế vì ông suy nghĩ thực lòng. Ông bảo muốn cung cấp tin để chuẩn bị cho một chiến dịch thì phải báo cáo thật đầy đủ, kế hoạch của Mỹ như thế nào, của chính quyền Sài Gòn như thế nào, bao giờ nó đánh Lực lượng nó ra sao, ông cho rằng như thế mới là giúp ích cho các chiến dịch này. Nhưng bây giờ suy ngẫm thì thấy, những thông tin có tầm chiến lược như ông kể mới có thể giúp lãnh đạo cấp cao đi đến quyết định chúng ta sẽ làm gì, sử dụng lực lượng như thế nào, kể cả phần thắng lợi, kể cả phần tổn thất để hạ quyết tâm và giành chiến thắng trong từng chiến dịch, dẫn đến thắng lợi toàn cục mang tầm chiến lược của cuộc chiến tranh giải phóng.